gì đây? Thế là cô với lại em có quan hệ gì với bà đấy không? Là có thù oán gì với bà không? Thì lúc này hiện tại là tôi cũng chưa biết là thuốc gì. Bà nói là thuốc nhạy đây. Nhưng mà tôi phải thuốc mình thì tôi giám định xem có thuốc gì. Cho tôi xem. Có của tôi thật nhưng mà bên trong thì đấy không phải đấy. Cháu hỏi đấy anh cháu này. Tôi cũng nhìn thấy bà đang làm thì tôi cũng quan sát hết rồi. Tại nhà bà Nguyễn Cơ nhớ thôn Làng Trần. Tôi xin mời bà nhớ lên để bà làm việc. Nếu mà không đi thì tôi sẽ dùng biện pháp mạnh ấy. Đây bà này, đây bà này. Đồ ăn cho bà này. Đây bà này, đây bà này làm việc. Bà này, đi. Cái này đi. Đi lên đi, lên chỗ bờ này, con vòng vòng lên trên kia, xong rồi đi lên. Ở đây á, con ở dưới rồi mẹ nhé. Ui, xuống được hai con này. Đúng rồi, lấy cái chậu đi. Lấy cái chậu vào đây mẹ lấy nước ạ. Con ở trên này đợi mẹ nhé. Con cá vào đi. Mẹ thả gì xuống nha. Mẹ xuống kia xúc không có nước nữa hết. Con ơi, đi lên trên kia xem nào. Ui, có một con ở đây nữa, con xúc con này. Để mẹ xúc hai con này. Của mẹ đâu? Đâu, của con đâu? Lấy con vào đây.
thui xúc ở trên này này. Con cá to trong này này. Thank you.
con cẩn thận nhá. Mày đi vừa vừa sợ thấy một con nữa rồi đi. Nó ra đây rồi. Đâu có thấy đâu. Con ơi, con ơi. Đuổi nó chứ. Không được hai con rồi đó. Nào, đuổi đi đây nào. Không đuổi nó ra đi. Đấy, nó ra rồi đi. Đây này. Kìa ơi, có con rồi ơi. Kìa, yeah, này. Đây, mang một con này. Đây, mang rửa ra chỗ đi. Này, nó chứ, mẹ ơi, nó cây mà con cầm nó ô như thế này ấy. Yeah. Vâng. Bơ xem này, tìm nhiều cá phết rồi đấy. Đi nào. Thank you.
này, bố xem này. Oh!
đây đợi mẹ nhé. Mẹ đổ cá vào đây đấy. Bye.
cái túi lúc nãy ơi. Chị 50 ạ. Con mẹ con đi đâu về tối thế? À, đi bắt con cá. Bắt cá. Đi bắt cá vừa đi trở về. Mà tối thế? Bà ăn cơm chưa? Ăn rồi. Thế hai mẹ con chưa ăn á?
bảo về đến nhà mới ăn, nhưng mà hôm qua có một bà có một người lạ vào đột nhập vào nhà, thế là cháu sợ quá, cháu đang bảo dù sang đây rủ bà hay sang cháu sang bên kia xem tối nay có người đây có vào nữa không. Thế sang bên kia ngủ à? Vâng, sang bên kia ngủ với cháu một đêm. Bà đi cùng với cháu một đêm xem là tối nay nó có lại sang không, nếu nó sang thì hộ cháu bắt với giữ với, không như thế này thì hai mẹ con cháu thấy nguy hiểm không an toàn, sợ lắm bà. Ừ, thế thì đi đi thôi. Vâng. Không có tin bây giờ tối sợ nó lại về. Ừ, giờ tối sợ nó không thấy ai nó lại vào đấy. Thế bà đóng cửa đó. Ừ. Bà có đèn pin bà cầm đi nhé. Ừ. Có thể đi đeo cùi vào đi nào. Đi về thôi. Đóng cửa nhé. Ừ, cháu cũng thấy nôn nao trong người lắm, sợ chắc là có chuyện gì ở nhà rồi. Đi nào con này. Tối lại vào ấy. Không thấy ai, chắc là nó lại vào đấy. Hôm qua hai mẹ con cháu cũng không ở nhà, nó mới vào. Nhưng mà tối quá con. Thuốc hát hai đấy. Chắc chưa đủ. Cho xuống một tí thôi. Đúng rồi, không có đứa con nó thì bỏ nữa. Sắp xíu hỏng một tí để thuốc nó mới ngấm mới tan ra, còn có đứa con này là ổn rồi. Một đôi nhà.
quay rối làm cái gì thế này? Tôi vào đây tôi tìm con trai tôi. Con trai đâu à? Đêm hôm khuya khoắt là vào tìm con trai hả? Tôi tìm con trai tôi. Anh đấy không có ở đây, anh đang ngồi đây rồi. Đây làm không có ở đây rồi bà vẫn vào làm gì? Có không có ai, tôi ở đây chờ. Tôi đã bảo anh ấy đi làm thuê rồi, đi làm thuê rồi. Đi làm thuê là tối nó về nhà tôi mới về tìm. Bà không làm gì ở đây hả? Tôi không về. Sao phải dãy dụa thế này? À, nó có cái chai nước gì ở đây? Nước, tôi đang ngồi đây uống nước. Cái gói này không có cái gì. Cái gói này coi. Vật chứng ở đây rồi. Tôi lấy chứng ở đây rồi. Mà đi bác không ăn. Đây, chắc là cho bác không làm gì. Sao phải tranh lại? Bịch nước này rồi. Chai nước tôi lấy về uống. Tôi không làm gì. Tôi lấy về uống. Đây, đưa đây cho tôi. Bỏ tôi ra. Đấy. Cái gói gì đây hả? Cái thuốc này lấy bà này tôi về đâu được à hả? Tôi về tìm con trai tôi, tôi mang thuốc. Đấy, mang thuốc về. Bà mang về đâu được đấy? Của tôi thôi. À nước, đưa đây. Không, đưa cho tôi. Không cho. Đưa cho tôi, không có gì cả. Không có gì cả. Như thế. Bỏ tôi ra, không cho đâu. Không cho mà. Có chuyện đấy đâu để đấy. Mẹ bác phải hốt hả thế? Đưa cho tôi. Không cho. Đưa đây để làm chứng cứ mai này đi báo công an. Tôi còn mang đi báo công an đấy. Tối hôm qua có phải là bác đến nhà cháu không? Không biết bác kia lấy cái gì vào trong chai nước nữa. Dì đi lấy về xem đó. Có cái gì ở đây. Dì đi xem lấy cái gói thuốc về xem. Cái này là cái thuốc gì thế này? Mẹ ăn có sao không? Không sao đâu. Cháu xem cái này là thuốc gì thế này? Cái bột gì trắng trắng này. Không biết nữa. Chả biết là cái gì đây. Cái này cái thuốc gì không biết. Bây giờ cái chai này không được uống nữa nhá. Vâng. Chắc bà lấy xuống rồi. Đây là cái thuốc gì thế này. Bà giờ ra sao con rồi. Cái này chắc là thuốc phá thai đấy. Thuốc phá thai á? Ừ. Bà cũng từng nhìn thấy rồi đấy. Đấy nó trắng trắng rồi. Trời ạ. Chắc là định phá, định cho con uống xong bỏ này, bỏ đứa bé đấy. Đấy. Bà độc ác lắm. Chắc là không muốn cho con trai lấy là phải làm cách này đấy. Cháu cũng phải cảnh giác vào. Vâng. Thôi cái thuốc này cất đi để mai đi làm lấy đi làm chứng báo công an ấy. Vâng. Thế cháu cứ đi rửa chân tay đi, bà cất. Vâng. Thế con đi với mẹ rửa chân tay thay quần áo nè. Phải cất tí vào không có bà này mò ra lấy. Cái này cũng nên báo công an là cháu vào một bài học. Để cháu đi nấu
xong là mình đi sớm, không lại muộn. Ừ. Thấy gà kêu lắm rồi, bà đi hồ cháu cho gà đó. Vâng. Đi bà hộ cháu cho gà nhé. Ừ. Hôm nay thằng Bon có đi học không? Ừ, hôm nay nhà đang có việc, thế nên thì cháu cho nó nghỉ một hôm bà. Hôm nay mấy con đi học. Một hôm thôi, đừng cho nó đi nghỉ nhiều. Vâng. Ông chủ. Con ăn thịt hơn thế này. Ăn thêm múc cả canh nữa rồi. Ăn thêm múc cả canh ăn mới được. Mà ăn đi nhá, bọn ăn đi nhá. Ăn xong rồi đi với mẹ nhá. Đi báo cô ăn. Cảm ơn bác cô ăn cơm. Mình ơi bác bạn ăn cơm. Bác ăn đi. Ăn đi.
Ở nhà thì mời mẹ, mời bà. Đi lớp thì mời cô nhá, mời cô, mời các bạn nhá. Mình muốn mời bà, mời ba cô ăn cơm, mình mời á, ăn cơm mời bà. Đúng rồi. Không tội ăn nè. Chắc mình đi thẳng đến nhà của trưởng công an thôi. Để báo cáo luôn. Để ông giải quyết xem thế nào. Đi ăn đi. Trời ơi, còn muốn mưa nhiều. Bi ơi, lên nhà ăn này. Bi ơi, lên nhà ăn này. Bi ăn ở đây nè. Đi đâu? Về nè. Ăn nữa à? Đi ăn quả chuối. Trứng ở đây. Mang cả cái này mình mang đi xem. Phải mang đi đi. May mà hôm qua mình về đúng lúc, không mình uống cái chai nước này không biết hôm nay thế nào rồi. Đấy, tối rồi bà vẫn mò vào. Chắc tối hôm kia thì cũng ba này thôi. Chẳng qua là không bắt được. Đi muộn mất. Đấy, cả cái chai này. Bà còn để cái chùi. Trời ơi, cái ô đi, trời như muốn mưa tiếp rồi. Con đây đi nào. Về đây. Bế nào. Không bế đâu, tự không, đi không, đi. Không bế đâu nhá. Còn không tự đi. Trời mưa, trời mưa, trời mưa, trời mưa, trời mưa. Mày mưa to quá.
Không uống nước. Không uống nước nha. Trời đang mưa to như này mà cô với em có chuyện gì mà đến tối qua lại có người đột nhập vào nhà em. Em cùng với dì bắt được tận tay rồi. Biết cả mặt nữa đây, tăng chứng vật chứng ở đây. À, cái này là hôm qua hai cô cháu là bắt được cái đối tượng mà thu được cái này à? Vâng ạ. Lúc thu về thì đang thấy bà đấy đổ cái chiếc đấy vào trong chai nước này. Cô với lại em có biết là cái này là cái gì không? Cái này thì theo cô biết là chắc là thuốc phá thai đấy cháu ạ. Cô có người biết rồi. Đấy cháu xem xét giải quyết như thế nào cho hai mẹ con. Thế cô với lại em có quan hệ gì với bà đấy không? Bà có thù oán gì với bà không? Dạ đấy là gần như là mẹ chồng của em ạ. Nhưng mà vì bác ấy không thích em nên là vẫn chưa tổ chức đám cưới gì. Lúc mình phát hiện ra đối tượng ấy thì mình bắt giữ thì lúc đấy có ai hỗ trợ mình bắt không? Hoặc là có ai làm chứng cho cái vụ việc đấy không? Có. Và cô làm chứng đấy. Cô sang chơi xong là gặp đại hồ không có là không bắt được đâu. Như thế thì cũng rất là may. Còn có cô đến chơi đấy. Vâng. Không một mình em thì cũng rất là khó đấy. Chắc là không biết được là ai nữa là ai. Rồi thế bây giờ cái bà đấy bây giờ đang ở đâu? Chắc là ở nhà thôi. Lúc mình bắt xong là mình thả bà về à? Bà ấy đòi về, bà ấy tự chạy về thôi. Bà chạy về. Thế bây giờ là cũng có tăng chứng vật chứng ở đây rồi. Thế em có biết nhà bà đấy ở đâu không? Có, em có biết ạ. Thế biết thì dẫn anh sang bà đấy. Vâng. Sang nhà bà đấy. Vâng. Con chào bác. Mong bác đi xin lỗi. Để quần ra luôn đi. Cho tôi sẵn quần lên nhé. Để quần ra luôn.
Có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không hả? Có. Nhà không? Có. À đây cháu nhờ một tí với. Nhờ cái gì đây? Ra đây mở cửa đi. Dẫn cả người về đây làm gì? Tôi đang bận việc, tôi đi làm đó. Chuyện hôm qua chưa xong đâu. Đi làm đó. Không có đi làm đâu. Không phải đi làm đâu. Nhà. Để chúng tôi có. Tôi đang bận trong có việc để mà trao đổi. Quyết xong đã. Bà đi vào nhà đi. Cháu đã nói với bà bao nhiêu lần rồi. Bác cứ vào nhà đi. Tôi xin được giới thiệu, tôi là tên là Quân, công an xã. Thế thì cũng nhận được trình báo của cô với em này. Thế về cái sự việc hôm qua là gia đình có bị đối tượng xấu cũng đổ cái thuốc gì đi vào nước. Thế hiện tại như là cũng đã bắt được, đã thu được cái tang vật. Đồng thời là cũng qua trao đổi thì cũng có nắm được đối tượng là bà đấy, cũng đến gia đình để mà đổ cái thuốc này vào nước ăn của gia đình. Đấy, hôm nay thì nhận được cái trình báo như vậy thì tôi cũng được cô này với là em này cũng dẫn đến nhà bà. Đấy, thì cũng qua trao đổi với bà một số cái nội dung như này. Đấy là cái lý do gì, cái động cơ gì mà bà lại bỏ cái thuốc này vào nước ăn của hộ gia đình. Đấy. Thì cũng xin bà cho biết cái lý do. Cái thuốc này tôi mang đi, tôi tìm con trai tôi thì tôi đau bụng thì tôi lấy ra uống, rồi tôi có đầu độc cái gì đâu. Cả chai nước này nước tôi mang đi uống thôi mà. Hai chị cháu này đổ ăn cho tôi đấy. Thế đưa gói thuốc này lại cho tôi. Cái gói thuốc này có phải là gói thuốc của bà không? Có, thuốc tôi, thuốc đau bụng dạ dày thôi. Thế đâu chờ đi thăm con trai thì mang cả nước cả gói thuốc thì đi theo tôi ngồi uống thôi. Hai chị cháu này đổ ăn. Thế cái thuốc này hiện tại là tôi cũng chưa biết là thuốc gì. Bà nói là thuốc dạ dày. Ừ. Nhưng mà tôi vẫn phải thu về để tôi đi giám định xem có là thuốc gì. Đấy. Cứ mang đi xem. Chứ không có gì tội, tôi không sợ đâu mà. Cho tôi xem. Thuốc của tôi thật nhưng mà bên trong thì đấy không phải rồi đấy. Cháu đổi rồi đấy, hai cháu này mi mô lắm rồi đấy. Cháu đổi cho tôi rồi. Tôi đến thì tôi cũng nhìn thấy bà đang làm thì tôi cũng quan sát hết rồi. Nhìn thấy bà đang làm thì tôi cũng nhìn thấy hết rồi. Tôi vào tôi ngồi đấy chờ con trai nhưng mà không thấy con trai về thì tôi khát nước thì tôi mang ra uống. Mang ra uống xong bà lại không đầu đấy à, đâu. Cái thuốc kia vào hàng một cái chai nước này là gì? Thuốc này thuốc của tôi nhưng mà không phải là trong bên trong này, không phải bởi cháu rồi đấy. Nếu mà thuốc là này thì phải có xuống cái cốc đi thì mới pha uống chứ, sao lại đổ vào cái chai? Bà vô ăn cho tôi nhiều lắm rồi không nha. Không vô ăn đâu, bằng cớ chứng cứ ở đấy. Thế bây giờ chai nước này với lại cái túi này bà đưa đây thôi. Thuốc của tôi mà. Bà đưa đây. Đấy. Tôi sẽ lập biên bản tạm giữ cái chai nước này với cái túi thuốc này. Đấy. Lập biên bản để tạm giữ và lấy về để phục vụ cho cái công tác điều tra. Tôi bây giờ để muốn cho cái sự việc nó rõ ràng thì sau đây tôi sẽ làm cái biên bản để làm căn cứ báo cáo lãnh đạo để có cái hướng giải quyết. Thì sau đây bà sẽ cung cấp cho tôi một số các thông tin. Thứ nhất là họ tên đầy đủ của bà là gì? Tên tôi là Nguyễn Cơ Nhớ. Tôi không làm gì tôi không sợ đâu. Bà sinh năm bao nhiêu?
sinh năm 1957. Sau đây tôi xin được thông qua biên bản Cộng hòa Xã hội Việt Nam Độc lập Dân Tộc Phúc biên bản sự việc. Hôm nay vào hồi 14 giờ ngày 20 tháng 5 năm 2024 tại nhà bà Nguyễn Cơ Nhớ, thôn Làng Trần, chúng tôi gồm có một đồng chí Nguyễn Văn Quân, công an xã; hai, bà Nguyễn Cơ Nhớ, thôn Làng Trần, người làm chứng bà Nguyễn Thị Liên, người nạn nhân là Giang Thị Dính. Chúng tôi cùng nhau lập biên bản với nội dung như sau. Vào hồi 8 giờ ngày 25 tháng 5 năm 2024 nhận được trình báo của nạn nhân là bà Lý Nguyễn Giang Thị Xính, trú tại thôn Làng Trần, có trình báo về vụ việc bà Nguyễn Cơ Nhớ có dùng thuốc không rõ là thuốc gì đổ vào nước ăn của gia đình. Để giải quyết vụ việc cho nó rõ ràng thì sau đây tôi cũng được mời bà Nhớ sẽ lên ủy ban để làm việc. Thế còn tôi không làm gì sai, tôi không đi đâu. Bà không đi không được đâu. Hai chị cháu này đổ ăn cho tôi đấy. Còn tôi không đi. Mời bà Lý Thị Liên với thầy Giang Thị Chính này thì sẽ đi về. Thì có gì thì tôi sẽ liên lạc sau. Còn bà không đi thì tôi sẽ tôi không đi. Cương chế. Xin mời bà Nhớ lên ủy ban để làm việc. Tôi không làm gì sai, tôi không đi đâu. Không được, bà muốn để cho nó rõ ràng. Hai chị cháu này thì đổ tội cho tôi đấy, tôi không đi đâu. Mời mời bà lên ủy ban. Đi. Nếu bà mà không đi ấy, thì tôi sẽ dùng biện pháp mạnh ấy. Tôi không đi, tôi không có tội gì. Đề nghị bà chấp hành thôi. Không đi. Nếu bà không đi thì tôi dùng biện pháp mạnh đấy. Tôi không có tội gì mà. Đề nghị bà chấp hành. Cháu này đổ ăn cho tôi đấy. Đề nghị bà chấp hành cho bà để làm việc. Bà không đi, tôi không đi. Tôi không đi đâu. Tôi đề nghị bà chấp hành đi. Có tội gì hai cháu đổ oan cho tôi. Cứ lên ủy ban thì nó khác rõ ràng. Bà cứ lên nói chuyện với công an đi, bây giờ bọn cháu không nói chuyện với bà nữa. Bà cầm cái ô ấy, cái điều đi về thôi. Bà đi mà. Bà đi nói chuyện với công an đi. Cháu đã cảnh cáo bà rồi. Không có gì là làm gì sai đâu mà đi. Bây giờ anh vội cũng không để tâm nữa rồi. Anh chị cháu này nhớ nhá. Tôi sẽ quay lại sớm thôi. Có chuyện gì đã có công an rồi rồi, mọi chuyện sẽ sáng tỏ hơn thôi. Bà còn cứng đầu lắm đấy. Thôi bây giờ cô với lại em đi về đi. Vâng. Thì có gì thì chúng tôi sẽ gọi điện trao đổi sau. Vâng, có gì nhờ các anh giải quyết hộ ạ. Rồi rồi. Vâng, em cảm ơn anh. Cảm ơn cháu nhá. Sau này không đến cuối nhớ cháu nữa rồi. Họ lại đi làm cho một thời gian thì mới giải quyết được. Vâng.